đến Khương Dừa, quý vị khán giả biết không, hồi nhỏ Khương Dừa hay đi câu cá lắm, Khương Dừa thích đi câu cá về cho má nấu canh chua, nói chung là rất là thích. Và bây giờ Khương Dừa sẽ đi vô một cái chỗ, cái khu nuôi rất là nhiều cá để Khương Dừa câu cá nha quý vị khán giả. Rồi đặc biệt cá đây rất là lớn, giới thiệu quý vị khán giả. Đó kìa, đó, những con cá này đang rất là đói, giờ mình sẽ đi mua thức ăn để mình câu nó nha quý vị khán giả. Trời ơi, cá sấu gì mà bự ghê đi chứ. Ở đây là khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, ở hình như chắc ở đây là huyện Thế Giới Anh, huyện Xuyên Mộc ha. Đây là huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhá. Rồi tôi vừa thấy rất là nhiều hồ nuôi cá sấu ở trong thảo cầm viên, như là ở trong suối Tiên hoặc là trong đầm sen, nhưng mà ở đây đúng là mấy con cá sấu này nó lâu năm rồi chứ, nó bự ghê chứ, nó như gốc cây luôn rồi thôi. Nó há nhỏ để nắng quá để nó bài tiết mồ hôi á, chắc vậy á. Trời ơi, mà cái mỏ có miệng ở trong màu vàng anh là sao? Rồi thì cái da nó vàng, bây giờ tôi vừa sẽ đi lại mua cái thằng câu, cái bán thằng câu ha. Giờ nhiêu cần anh? Giờ bán mấy nhiêu đồng? Dạ ba mua giờ thôi, tôi mua bỏ sẵn trong đây mời đâu anh. Dạ, làm cho anh mua cái câu không? Nào đó anh đi, canh không đỡ dùm em. Ngồi đâu này? Dạ. Nên miếng mất là mình không mất mồi, là mất mồi là mất. Ra đây anh ơi. Thử góc đâu kia. Dạ, thử góc đâu kia. Anh tại cái góc đầu kia câu dùm em. À tới góc đầu kia câu, đây không câu anh. Dạ đây nó xa quá, nó không được cái bơ nó còn làm dưỡng. Dạ dạ. Dạ rồi. Đây là 30.000 một cân nha quý vị khán giả. Tại khi vừa mới đi coi bãi cảnh xong, bây giờ tôi vừa chuẩn bị về, tôi vừa đi ngang đây coi cái cá sấu, mình ghé tham quan coi luôn. Ở đây nó sẽ có 30.000, nó sẽ có một cái màu như vậy nè, thịt gà. Biết vậy nãy mình mua đi ghé chợ mua mấy ký gà ha, với con cho nó đã. Không, anh nghĩ phải mua nhiều cân á, chứ một người một cân cô ta không đủ đâu. Nếu mà mình câu hẳn, kéo hẳn con cá sấu lên bờ lên luôn. Vậy hả, kéo luôn, kéo luôn. Tối mình được ăn thịt cá sấu, khỏi đi chợ. Anh nghĩ là chắc phải thêm nữa đi. Để anh câu, để giới thiệu cùng quý vị vậy. Còn cho em thêm dạ, cho em thêm em lấy 6 cân đi. Dạ, 6 cân ha. Em không có tiền thổi đâu anh ơi. Dạ, anh đơn đâm em lại nãy. Đây chính là đồ ăn được cá sấu hả? 8 không? À nuôi hả? Nuôi hả? Anh thương cá sấu ăn con này con dịch trời á? À? Dịch trời hả anh? Dịch á? À, nuôi dịch để cho cá sấu ăn hả anh? Không, nhiều khi anh nuôi dịch để anh nấu cháo anh ăn quý gì vậy? Rồi Tại em lấy 6 cân phải không anh? Dạ. Cái này là con gà, đầu gà. Đó, bây giờ tôi vừa sẽ lại vừa câu để giới thiệu quý vị khán giả nha. Trời ơi, nè, mình phải đi một vòng để mình giới thiệu. Mà cá sấu ở đây nó, cái hồ nước có bị, nó hơi bị dơ quá. Sao nước này người ta không thay? Sao dám thay anh? Trời, bơm nước vô, trời ơi. Xanh này. Mà nó nằm đây ghét nó cũng hiền nha, coi nó nổi lừa đầu luôn quý vị ạ. Trời ơi, coi kìa nó bơi kìa. Ồ, kìa coi. Chắc người ta cũng nuôi lâu năm nó mùi viên như vậy. Kìa. Nhiều câu cũng bận nhất là cái gì vậy? Nhiều câu cái sống để vui rửa nó lại tiền. Rồi nó lại hấp nè. Ăn đi. Nè ba kê, ba. Kê, ba kê lại kìa. Ba anh em mình câu. Ba anh em mình câu con cá. Trời ơi. Ghê vậy. Lên đi con. Dễ ăn được của mồi của mình. Anh sợ sợ quá. Nè nó tám lên đặt ở đây này. Đây luôn. Anh ghê quá à. Có giờ nó lên nó giận. 3 4 còn không chế. Trời ơi. Táp gì đằng kia ghê vậy. Ê. Ê. À nó không có bay lên anh. Hả? Có. Ê. Ê. Nhử nó nha quý vị dạ.
chứ nó mấy con cá sấu này nó được cho ăn no rồi. Ôi ghê quá, từ từ thôi mấy đứa. Ồ con này bự nhất luôn nè, ước gì được câu con này. Thôi ghê vậy. Ôi, nghe cái mập luôn á. Quay cho mình quay mình có rừng rung quá nha. Anh ơi em sợ, em sợ quá hả. Ây da, giật lên mạnh quá. Quay mặt anh, chưa để quay mặt anh. Từ câu nè, từ câu nhóm. Từ câu nhóm. Rồi, bốn con này nè, cho ba con nữa. Ba con nó táp lên cái nó đụng nhau luôn rồi quý vị. Đó không, đụng nhau luôn. Ôi, bự ghê luôn á. Ôi, con này chắc khoảng 300 kg nha quý vị dạ. Tội nghiệp nó hả? Không sao, nó được cho ăn rồi mà. Nhưng mà giả bộ chết anh, giả bộ nằm yên bất động ha. Câu bốn con này mới hay nè. Nè đó, thấy chưa, nó mà nó mè đó. Nè coi anh thả vô miệng nó, anh ghị ra luôn được nè. À! Dính đây, dính đây. Nghĩa phụ. Trời ơi. Nghĩa phụ anh nè. Trời ơi. Ngồi hộp với gì á, Phương vừa này. Nhỏ Phương vừa câu cá lòng tông với lại câu cá bóng đồ. Đi câu cá lóc rồi vậy, nên giờ lần đầu tiên câu cá sấu luôn á. Đẹp luôn. Alo mẹ ơi, con đang kia con cá sấu nha, mẹ nhà mình nấu cơm đi. Chiều nay mình có món cá sấu. Phải đụng chúng đúng mẹ. Đụng dưới hàm nó rồi giật ra nó mới hay. Nè. Đụng hàm phải không? Giật ra phải không? Đúng rồi. Thấy không? Cho con mở cổ con. Đó thấy không? Nhầm nhầm. Chơi trên đầu. Wow. Rồi nó bự quá quý vị ơi. Này Khương vừa nhử, Khương vừa câu để cho quý vị giả coi nha. Con này người ta hàng ngày chắc người ta cũng cho nó ăn rồi. Nuôi phải cho ăn chứ. Chắc là cho thường ngày cho ăn cái gì anh? Dạ, khi sống người ta bỏ đầu gà, tỏ, tỏ. Dạ. Dạ, đầu gà, phổi. Là sáng mình cho ăn sớm hay sao anh? Dạ, không chiều tối. Dạ, chiều tối mới cho ăn. Rồi có đánh răng cho nó không anh? Có đánh răng luôn không nha. Ê. Nè, hai con nó đụng đầu nhau. Miếng nhỏ nó che rồi. Để gì vậy? Vậy có con kia nó đói nè. Đó, đang kéo. Đây là kỹ năng câu cá. Hồi nhỏ tôi vừa câu cá. Đó, mình giữ cho cá lại nè quý vị dạ. Ừ. Giữ cho cá lại nha. Đó. Con bự này.
ghê thiệt chứ. Rồi cá là chạy hết trơn. Không biết ở dưới hồ này có bao nhiêu con cá luôn, cái gì vậy? Thật kinh khủng là tôi vừa đang giữ hết cá trong hồ này lại luôn nè. Để em câu đi. Nhung câu đi. Nè, cái anh giữ con cá này là nè. Anh giữ hết cá lại đi luôn á. Chỗ quay mà sợ quá anh ơi. Hết hồn. Ghê ha. Cái này mà ở ngoài sông gặp con gì chắc xỉu. Có này có. Nó tới nè nè, thấy không, anh bỏ vô miệng nó luôn nè, thấy không? Cái nhỏ nó không che, nó không ăn được. Ý là nó tá không vô được. Nè anh quấn nó luôn lại lên rồi, anh quấn cái lưỡi cái cấu gì hết chứ. Nè anh quấn cái sợi chỉ vô cái miệng nó luôn nè. Rồi kéo nó lên luôn nè. Thấy không? Rồi dính này, dính lên phủ đi. Trời ơi, cái này có lưỡi là dính luôn á thiệt. Đó, dính này đi, xin lên. Trời, khó dính lên cá, con cá lục tầm của chuyện vậy. Mệt quá. Thôi. Em bỏ trên đầu nó, giữ nó đi. Được 6 cân. Em mới cái con kia kìa, em để lên đầu cái con ngoài cùng á, để cái con nằm ngang nó cắn lên. Đó, đúng rồi. Ê! Sao nó cơ phập một cái ghê quá anh? Thì sao? Cái họng nó bự đó mà. Ủa, nó quần lại mang bao nhiêu con đây là nguyên nhiên vậy? 4 con à. Ừ. Để anh giữ mấy con kia. Có một con kia tới luôn rồi, cạnh hai một con mới tới. Giữ mấy con kia vô nè tụi em. Ta. Ủa anh ngữ phải có tiếng hả? Ta. Cái động cơ vậy. Vô. Nè nè con. Đó, cho con này nó táp luôn đầu con kia. Nè, hai con táp vô con bự cho nó quấn này nè. Nè. Ôi. Quá trời quá đất thiệt. Bỏ đầu nó không nó mát như con cá lát lát gì không cho nó ăn không thấy đường luôn. Nè con bự không, con bự nhất được không? Nè bay lên bờ luôn con. Ủa con nó lười rồi, bỏ trước miệng nó cũng ăn nè, con này nó giữ nè. Nè táp này con vô vô. Nè con, vô con. Nè vô. Vô. Ôi nó nghe cái bụp. Ôi con đó bự quá. Ôi con này bự hơn nè. Nó ngỏng lên cũng như vậy. Wow. Mình đang tập hợp luôn bày cá sấu lại đi luôn nè. Đây rất là vắng. Tôi vừa đi vô đây rồi còn có khu rừng. Ê, nhả ra cho tao đi. Giật lên anh, giật lên. Kéo mình lên luôn. Rồi. Buồn ghê. Xong rồi nó ăn tiêu rồi, xong rồi cũng gì vậy. Ôi ăn sạch luôn. Em để đi. Anh để đi. Thì anh cứ bắt em để cho anh giật ra. Thôi. Tại Người cho em một cần nha. Dạ. Anh đánh chơi luôn đi. Thôi. Anh câu 3 cần rồi. Thôi chưa, à, hai đứa còn nguyên luôn hả? Dạ. Tính ra hai đứa này nó còn ác hơn cá sấu. Ôi ơi. Con trời cá sấu luôn. Trời ơi. Đừng có nghĩ. Ô, nó nhả ra. Hai đứa này con còn nguyên luôn trời. Dữ thiệt. Nhung tàn chơi để đánh đầu cá sấu. Nhung đây gọi đầu cho nó. Nè con, đừng có đi. Cá ơi. Cá ơi. Sao cá đi vậy cá? Tôi đi. Ở không? Phải nhử nó kéo đó. Đó. Cá ơi. Ủa con nhện bự ghê vậy?
Đấy, con nào cũng bự hết trơn. Con này nó bụng nó bự, nó bự nhất anh. Con này cùng bên tay phải hả? Con này hả? Đúng rồi, đúng rồi, cái bụng nó bự ghê lắm. Nè, anh đưa sát vô bờ này nè. Cái bài lên nó táp là gãy răng nó đó. Đó. Hai mang đi gãy răng đó. Rồi rồi xong xong phim. Đó vậy mà. Vậy mà còn nguyên luôn hay vậy trời. Bướng cần. Vậy chắc răng nó bị súng răng á anh, nó bị hở miệng luôn. Dính nha anh. Rồi. Hồi nhỏ anh mà câu cá anh nhấp nhấp bạn dính là anh xuống bắt nó luôn. Giờ lớn là không có bỏ. Chứ nào nhỏ là cái dây câu không dính là anh nhảy xuống bắt luôn rồi đó. Thôi. Nè, em thấy con cá này không, cái mỏ nó bị chảy máu nó sao nè. Ha, chắc cái gì nó cắn lộn cho nó đi, chữa cho nó. Đâu vô, đâu vô. Rồi. Vô. Anh đang chờ kìa. Để anh câu, để anh thấy các bạn kéo vô cá lên nữa. Vô 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 vô. Ôi, ôi. Bay ha, bay. Bay tát. Khỏe ghê ha. Dạ. Mày tưởng tượng giống như một khu vườn luôn vậy. Nè tát đi. Con kia bỏ đi rồi. Tát đi con. Tát đi. Để cho nó tát thì giúp rồi. Ừ, đúng đâu. Mỏ nó cũng nghe cái cạch luôn không? Chưa? Con kia đi luôn rồi, đụng nồi đau quá đi. Đi vậy, đá hỏa cứng. Vô 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 vô. Nè con này nè, đó đó vô 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 vô. Rồi, nhả ra cho nó. Đừng có ăn. Đừng có ăn mà. À, nó lấy nó lấy cái chân nó đẩy con kia ra kìa, nó lấy cái chân nó cầm vậy kìa. Chưa xong luôn, chưa ăn, cô ăn xong luôn. Anh dính cá này rồi. Rồi. Ok. Rồi xuống vô rồi. Câu 3 cần rồi, câu 3 trang câu 1 cần. Để cho cái cảm giác, có cảm giác cậu cá sấu như thế nào quý vị ạ. Nè, câu đi. Dạ, cảm ơn anh. Yeah, ok. Hai đứa nó cộng còn nguyên rồi. Nãy giờ anh câu anh còn cho. Nhưng mà cái miếng của bé Nhung là miếng gì vậy? Cái thịt đủ ha. Ê. Giờ mà tưởng tượng mà rớt điện thoại xuống đây cái bỏ luôn quý vị. Gà nè. Sẵn bay luôn đó. Đừng có giật mình. Ừ. Em sẽ giống như anh. Nước. Sao nó làm tập được vậy? Nhưng mà nó sợ. Cái da tay dài hả? Tập. Ôi. Ghê thấy không có gì vậy? Tôi vừa thấy nhiều cá sấu mà chưa bao giờ thấy mấy cá sấu mà nó bự như thế này luôn á. Rồi. Rồi có đứa nào dính chưa? Trời ơi nhiều lên, 1, 2, 4, 5 con luôn. Ồ, nguyên bậy luôn rồi quý vị ơi. Trời ơi. Con kia nó ăn xong cái miếng của anh Khương rồi đó. Ờ. Bây giờ nó đã quay trở lại. Khi có con kia mới tới kìa, hai con kia quay trở lại cục chơi. Em móc hai con kia vô luôn nha. Quay trở lại. Đủ hai con kia. Kéo hai con kia vô luôn. Trời ơi. Kìa nó lại kìa Trang. Dạ. Em đủ hai con kia vô chơi.
không em kéo qua đó em qua đó coi chừng nó ấy á, coi chừng nó mấy con này qua đây nè, con kia nó vô nữa kìa, 6 con luôn kìa. Ồ nó táp kìa, cái này chiều mà cho nó ăn nhìn chắc đã ha. Ôi con này bự quá sợ. Sợ ủa cái con này bự quá, con này bự quá. Dính đó. Ủa, vụ con đó hả? Hay vậy? Mình câu hoài nhau. Câu hoài không xong trời, câu hoài không hết thịt. Dạ, kéo ra tự nó xoay ra. Dạ. Em cứ đưa ra ngoài đi. Đưa cân ra ngoài. Dạ rồi. Nó. Dạ cảm ơn chú. Câu dai thì chứ. Nãy giờ anh câu 3 cái rồi đó. Wow. Sao đây anh không? Em sợ. Rồi bị táp chắc. Nghe ghê ha, nghe bụp bụp bụp. Thôi giờ xuống đây thôi. Anh thấy cái clip này nó hơi nhạt nhẽo quá, em xuống đó. Em xuống em đùa giỡn với cá sấu nó tạo ấn tượng hay thôi. Ôi ôi 1 2 3 4 5 6 con luôn quý vị dạ. Trời ơi. Trời. Chiều mình ăn mình cho thải xuống ha anh. Ồ. Cảnh đó mới đã đó. Thải xuống cho nó dành lộn mà anh. Dạ. Mấy giờ mới cho ăn anh? 5 chiều cho ăn hả anh? Nên khách có coi được không anh? Dạ. Nói với em cho con bị thương này ăn nha. Ờ cho nó ăn đi tội nghiệp đó. Con miếng hoài không sao. Nó đỏ luôn rồi. Ăn đi. Nó đụng nhau quý vị dạ. Mấy con cá này nó đụng nhau rồi nó đụng vô vách tường đó. Năm năm nhâm nhâm nhâm. Ngon không? Yummy yummy. Đẩy đó ha, đẩy đó. Thôi nhiều quá nè nó. Thế thói thần vậy. Thôi không giục chưa em, mà giờ em phải giật ra chứ em vịn hoài vậy nó cũng còn hoài à. Nó nặng thiệt á. Thôi không ăn luôn. Ôi, còn rớt ra ngoài luôn rồi kìa. Trời ơi thấy ba đi vô rồi, nó trôi đi rồi. Tội nghiệp nó không trôi đi rồi. Còn cái đầu con cũng coi, cái đầu và đầu gà cũng coi. Giờ em cho nó cạp cái em giật ra. Nhưng mà tổ á nó không ăn được mà bị trôi. Ê vui lông đương trời đã xuống đi. Ai vậy? Bên kia chọi. Bên đây. Vô. Nè, ra nè. Đó. em canh nó không? Mà hình như không thấy thì sao anh rớt cái miếng thịt đó mà đâu thấy. Nè cái miếng này đây. Miếng này đây nè. Miếng này đây nè con. Con đừng là phải treo treo chứ. Nè, miếng này nè. Lùi lại là thấy à. Tội nghiệp quá bé trẻ. Kìa con kia nó lại nữa kìa. Rồi giúp đi. Con kia nó lại kìa. Con kia nó lại chứ ăn cái miếng rớt quá. Trời ơi. Em câu thử con bự này nha. Con nào cũng bự hết. Anh thấy mới đầu nó nhỏ mà hồi nó trồi lên thấy con nào cũng bự. Rồi dính vô. Kiểm vô. Đó. Ôi vụt luôn hả? Này câu hay lắm. Chưa bền. Câu giờ tới chiều không xong. Bố mình bán giá cho này nha. Bán cho em nè. Em mua. Dạ. Dạ. Con nghiệp bé chạy máu quá. À, câu nhử cho vui thôi nha quý vị khán giả. Chứ mà cho ăn thì nó ở đây người ta cho ăn rồi. Nó bực rồi, nó cọc rồi. Không, mà do cái miệng bự quá thành ra à. Nó nhả cả canh à, đúng không? Phải mở ra để đớp vô đúng cái hàm. À. Kiểu này chắc chơi tới tối luôn á. Con cây cho chưa quên. Nãy anh cho nó ăn ở đó. Ở trong này coi. Con chảy máu nha. Con này mạnh hơn. Chảy máu thì cho ăn mà. Nó tuột rồi đó. Hồi nãy nó bị tuột rồi. Đâu thử chảy máu rồi. Nè. Chảy máu nó không thèm ăn luôn rồi. Sao con chảy máu nó phải ứng rồi chảy. Anh nó xích qua bên này nè. Ờ. Đó, cho miệng nó đi. Cho miệng nó đi. Ăn đi con. Nhà. Nó phải nhai đúng hàm á. Được chưa? ọt luôn đi. Nha mà nó nhâm nhi nữa chứ. Nó không có dịch hả? Không có nơi gì vậy nó muốn hả?
Nó lút xong nó trọng luôn. Rồi xong rồi nha quý vị khán giả, cảm ơn quý vị rất là nhiều. À kì kì đang nuốt kìa, đang nuốt kìa. Lâu rồi nó không ăn luôn. Em gì ra được đó thôi. Ra được chứ. Không ăn được luôn. Chuyện chiều này tới tối quá. Thôi ăn đàng hoàng đi. Còn nhấp nhấp nữa. Rồi chào tạm biệt quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong một video theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Phương Dừa. Bye bye mọi người. Bé thôi nên nó chơi tới tối là nên không có thể quay tới tối để giới thiệu cùng quý vị nha. Dạ cảm ơn.